Em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Trong cái video ngày hôm nay, em Đức Hải Dương tiếp tục lên sóng và báo giá cho anh em chị em thêm một cái mẫu xe. Giá là rất bình dân, giá là rất hợp lý rồi các bác nhá. Đi cực kỳ sướng luôn. Đi sướng không khác gì Atis luôn anh em nhé. Một chiếc xe rất là đặc biệt. Mẫu này được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, tí nữa em Đức sẽ bật mí cho các bác biết là chiếc xe này nó tên là gì các bác nhá. Nếu mà nhìn ở bên ngoài chúng ta không thể đoán được chiếc xe gì luôn. Đấy, chỉ biết là ô tô thôi. Còn ngoài ra mình không đoán được là em này nó được hãng nào sản xuất anh em nhá. Máy em này máy Nhật. Chiếc này được trang bị động cơ 1.6 với phiên bản số sàn. Đấy, được trang bị phanh ABS 4 bánh, cửa sổ lốc, hai túi khí an toàn. Một chiếc xe zin đét luôn. Đấy. Em này được mang biển 60 của một bác chủ thợ mộc. Hiện tại thì bác ấy đã lên chiếc xe Xpander 2021 rồi. Bác ấy đi con này được 4 năm. Giá thì trước thì em này bác ấy mua hơn 300 triệu. 200 7 208 thì đấy các bác nhá. Bác ấy đi trước con chiếc xe này 5 năm rồi. Chủ thợ mộc. Xe thì cam kết cho các bác là không một lỗi nhỏ các bác nhá. Không một lỗi nhỏ. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Giá hợp lý cho các bác thôi. Keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Xe không lỗi lầm gì. Đây các bác ạ. 2007 nha các bác nhá. Xe nhập. À, toàn bộ phần đầu của em ở đây. Cửa sổ trời các bác này. Có cửa sổ sổ trời. Nhưng mà hiện tại là bây giờ em Đức chưa mở được ra các bác nhá. Đấy. Giá rất bình dân thôi các bạn ạ. Keo chỉ zin hết luôn. Đó. Con xe này bác chủ bác đi rất là giữ gìn. Nhìn bên ngoài không thể đoán được xe gì luôn. Nhìn nó giống, rất giống Toyota thôi nhá. Đấy. Đây. La răng đúc các bác nhá. La răng đúc này. Đi cực kỳ sướng luôn. Phanh ABS 4 bánh. Lốp em này khá là ok. Lốp rất là dày dặn các bác nhá. Gầm sàn đây. Gầm sàn này các bác quên đi. Đấy. Cực kỳ chắc luôn. Đấy. Sản xuất 2007. Đi em này cực sướng các bác nhá. Phanh ABS 4 bánh nha các bác này. Đấy. Cú lốp cú liếc của nó đây các bác nhá. Chưa có mối mọt gì. Đây các bạn. Con này khung sườn cực kỳ tốt luôn. Đấy. Form thì như là như Atis luôn. Nhìn bên ngoài tưởng đâu Corolla Atis. Cảm biến nùi các bác nhá. Có cảm biến nùi. Chế độ điều hòa auto. Nhập khẩu nguyên chiếc. Đây các bạn ạ. Cú lốp vào đây các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản luôn. La răng đúc các bác nhá. La răng đúc 4 quả phanh ABS. Đấy, đời rất là cao. Giá cực kỳ rẻ luôn.
lốp cực kỳ dày dặn. Máy Nhật các bác nhá, máy Nhật. Cầm xa nó đây. Phải nói là bác chủ nhân bác ấy rất giữ gìn, cực kỳ giữ gìn luôn. Keo chỉ zinết các bác nhá. Đây các bạn ạ. Nhìn form này không khác gì Toyota. Kính điện cũng khóa cửa các bạn ạ. Khóa cửa tự động anh em nhá. Không thể đùa được chiếc xe này đâu. Đấy. Gương chỉnh điện. Gương chỉnh điện này. Đấy. Gương chỉnh điện. Và cái này là cái báo trộm các bạn, báo chống trộm mà các bạn này. Tất cả nó vẫn nguyên bản hết. Chế độ điều hòa ô tô này các bác này. Âm thanh thì đầu đĩa thì cũng 5 đĩa, 5 thớt luôn các bác nhá. Đây túi khí các bác này, một cái này. Ở bên này một cái này các bác nhá. Thì tí em sẽ cho các bác xem thủ tục giấy tờ. Một chiếc xe đến thương hiệu rất nổi tiếng. Đấy. Cửa giá của nó thì thôi rồi. Các bác nhìn này. Đóng không khác cái Toyota luôn. Đấy. Tình tách tách. Đây, keo chỉ zin hết anh em nhá, keo chỉ zin hết luôn các bác nhá. Keo chỉ zin nữa này, tem này. Đấy, tem ốc khóa của nó còn nguyên bản luôn. Zin hết rồi các bác nhé. Cửa điện 4 kính. Đấy, chốt khóa an toàn. Ghế da của nó này các bác này. Vẫn là ghế da nguyên bản theo xe. Rất rộng rãi luôn. Xe zin đét luôn các bác nhé. Keo chỉ zin đét luôn các bác này. Zin đen luôn. Hiện tại cửa sổ trời này nó không có mở ra được các bác nhá. Đấy. Bác chủ nó nhân bác bỏ là thi thoảng mới đi. Mấy chục triệu bạc con xe, quá rẻ luôn. Máy gầm ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn các bác nhá. À, kính của này các bác này. Toàn bộ là kính zin hết. À. Kính zin theo xe luôn các bác nhá. Đây các bác này. Đấy. Kính zin theo xe. Đấy, đây nó có chữ này. Toàn bộ xe zin hết luôn. Đây. Anh em ạ. Đấy. Giá vài chục triệu đồng thôi. À, đầu đĩa 5 thớt anh em nhá, đầu đĩa 5 thớt nha các bác nhá. Đó. Đầu này không khác gì đầu mẹt anh em nhá. Em mày zin hết luôn. Giá mấy chục triệu. 85 triệu con xe này. Hợp lý cho các bác. Máy thì máy Nhật. Keo chỉ zin hết luôn. Đây là phần đựng kích kiếc lốp cua dự phòng các bạn này. Đây các bạn này. Đúng bồn cưa chưa? Đấy, bồn cưa của bác thợ mộc luôn. Xe zin đét luôn anh em nhé. 85 triệu. Con xe chất lượng, không phải bàn. Dì nít luôn này các bạn. Đẹp mà. Dì nít luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy. Toàn bộ kính của nó dì nít luôn. Chưa mất một cái gì luôn các bác nhé. 2007 đến giờ. Gọi là hàng khá là hiếm. Đấy. Một chiếc xe khẳng định cho các bác đi con này sướng hơn Vios, Toyota Vios rất nhiều. Đấy.
đi cực sướng luôn. Keo chỉ vào đây các bạn, zin hết luôn các bạn, keo chỉ zin hết luôn, không mất con keo chỉ nào. Giá rất bình dân. Đây em sẽ cho các bác xem qua cái kính của nó này các bạn này. Kính của nó này zin hết luôn các bác nhá, kính zin hết luôn. Lần đầu tiên em được mua xe khá là đặc biệt. Đây giấy tờ của em ở đây, giấy tờ bác chủ nhân này, bác người Đồng Nai các bác nhá, chủ nhân người Đồng Nai. Để xem nào, đăng ký là đầu là 2009 này các bác này, đăng ký đầu 2009. Rồi giấy tờ đây, BID đấy, nước sản xuất là Trung Quốc, nhập khẩu các bác nhá, nhập nhá các bác nhá, sản xuất Trung Quốc. Đấy, máy 1.6 này các bác này, xăng 1.6, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đăng kiểm mới đến tháng 5 các bác nhá, tháng 5 2022. Capo đây, và em này thì được trang bị động cơ máy Mitsubishi 1.6 các bác nhá. Một chiếc xe được gắn trên mình cái động cơ của Nhật Bản các bác nhá. Đây, khoang động cơ đây. Em Đức chưa có rửa ráy gì cả. Đấy. Mua bác chủ như nào em vẫn để nguyên như thế luôn, không có rửa ráy, vẫn bẩn, vẫn bốc lại, đi cực sướng luôn các bác nhá. Máy cực ngon, điều hòa mát rét luôn. Đấy. Đây, em Đức đã vào lổ máy, các bác nghe tiếng động cơ. Đấy, đèn này không khác thể gọi như đèn của Vios. Điều hòa đây, auto các bác này. Đấy. Chế độ điều hòa auto. Đấy. Cực mát luôn. Đấy. Đây nó còn có cái gì đây, không biết là nó là phanh điện tử hay là cái gì, chữ P các bác này. Tắt đi này, tắt lên. Đấy. Rồi. Giá chỉ có 85 triệu thôi các bác nhé, khẳng định với các bác đi cực sướng luôn. Đấy. À, cũng chốt cửa cho kia đây. À. Và đây là cái khóa các bạn này. Vẫn còn cái khiển của nó các bạn, khiển của nó này. Vẫn khiển nó. Đấy. Con này đi cực sướng luôn, khẳng định các bác là xe chất. Đấy. Chế độ này còn điều hòa điện, đèn là đèn auto các bác này. Đèn tự động luôn. Tối là tự sáng.
Đây, máy vào đây các bác này. Máy thì nó êm đét các bác nhá. Ở em ru luôn. À, êm ru ru luôn. Đó. Máy Mitsu các bác nhá. Mitsu Mitsi. Với chiếc xe trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe BID các bạn nhé, được sản xuất năm 2007, và mẫu này thì nó là mẫu xe được triển lãm tại Việt Nam. Nếu mà đọc lái là gọi là Toyota BID các bác nhá. Đấy, được sản xuất 2007. Trang bị 5 chỗ ngồi, phanh ABS. Xe này không có chạy dịch vụ, không chạy taxi. Dáng rất đẹp. Hiện tại thì em đã đang liên hệ với cái bác chủ xe này trong miền Nam các bác nhé, trong Đồng Nai. Dáng rất đẹp luôn. Đèn sau đèn nép luôn các bác này. Đèn nép luôn các bác nhé. Đây bác nhìn form của nó cứng. Form của nó căng đét luôn. Anh chị và các bạn, chúng ta xem video thì muốn xem hình ảnh chi tiết thì các bác cứ liên hệ với qua số điện thoại của em Đức, qua số Zalo là 0962567089 các bác nhá. Đấy, form căng đét luôn. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Anh chị và các bạn mà chúng ta mới lướt qua video lần đầu thì các bác cũng nhớ bấm nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất bên em Đức về trong ngày tháng. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.